Để bảo đảm nguồn cung ứng năng lượng cho sản xuất, sinh hoạt, phục hồi kinh tế năm 2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương mới đây đã chủ trì cuộc họp khẩn với ba tập đoàn lớn, gồm Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam TKV và các đơn vị chức năng của Bộ để chỉ đạo thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm cung ứng đủ điện và cung ứng đủ than cho sản xuất điện. Diễn biến mới của tình hình thế giới cũng như khu vực đang cho thấy các vấn đề tồn tại khó khăn cần được giải quyết. Do đó, Bộ Công Thương yêu cầu các tập đoàn thực hiện ngay các giải pháp nhằm huy động sản lượng phát điện từ các nguồn bổ sung, nâng cao năng lực sản xuất nhiên liệu sơ cấp, tăng cường ký kết các hợp đồng mua bán than khí với các đối tác truyền thống và các đối tác mới, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để bảo đảm huy động tối đa các nguồn điện, giải quyết ngay những vướng mắc trong hợp đồng mua bán nhiên liệu sơ cấp, mua bán điện giữa các bên. Tại buổi làm việc, đại diện các tập đoàn đã báo cáo với Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc có thể huy động bổ sung khoảng 3 MW để để bù đắp vào sản lượng nhiệt điện than thiếu hụt, trong đó nguồn năng lượng tái tạo khoảng 1.000 MW, nguồn thủy điện khoảng 300 MW, nguồn điện khí khoảng 1.200 MW, nguồn nhiệt điện than khoảng 1.200 MW. Như vậy, nếu thực hiện đúng theo kế hoạch thì năm 2022 sẽ không thiếu điện. Về vấn đề điện mặt trời, Bộ Công Thương đã quyết định thành lập 3 đoàn kiểm tra để tiếp tục thực hiện công việc giả soát, giám sát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời mái nhà.